Uống glucosamine có bị tiểu đường không? Thì phải trả lời luôn với anh chị là hoàn toàn không có chuyện là bị tiểu đường nhé. Thế thì nhân cái clip này thì mình nói về một chút về những thực phẩm chức năng. Vừa rồi thì cũng ầm ĩ ở trên cộng đồng mạng, một là glutathione, ba là lát cộng, rồi thì NMN, kẽm canxi, rồi thì magie, cũng như là glucosamine, có rất là nhiều những cái công ty thực phẩm chức năng người ta đẩy lên người ta bán. Và đương nhiên với những công ty người ta làm những chương trình đấy và người ta sản xuất thì đương nhiên người ta phải đưa ra một cái kế hoạch rất là dài hơi, cũng như là tốn rất là nhiều tiền để quảng cáo, cũng như để đưa ra cộng đồng, để giúp cộng đồng có cái ánh nhìn về nó và cũng chấp nhận xuống tiền để mua. Thế thì cá nhân mình thì mình chỉ có cái nhìn như này: một, bất kể thực phẩm gì các anh chị đưa vào trong cơ thể đều hấp thụ qua đường tiêu hóa, ngoại trừ một số các anh chị dám xuống tiền để tiêm, ví dụ người cha di ông thì có thuốc tiêm tiêm tĩnh mạch thì tiêm luôn thì nó ngấm vào máu, đấy là cái góc riêng. Thế thì còn thì cơ bản nhất là và phổ cập nhất là thuốc uống. Thế thì bản chất thuốc uống thì cứ đi vào trong cơ thể là dưới dịch vị của axit chloric, cái lượng axit ở trong dạ dày nó cũng nghiền nhỏ ra và nó cũng ngấm thấm qua hệ thống tiêu hóa, ruột non ruột già đưa vào máu, rồi qua một cái quá trình nữa thì nó mới đưa đến những cái tế bào. Tuy nhiên chúng ta thường suy nghĩ rằng thiếu glucosamine thì uống glucosamine, thiếu hoặc là muốn thêm cái loại thì uống cái kia, uống cái loại, hoặc là thì muốn thêm cái rời bẻ thì uống cái gì vậy. Kỳ thực có được không ạ? Được ở góc của anh chị, nhưng thực chất một người khỏe mạnh hệ thống tiêu hóa phải tốt, và khi hệ thống tiêu hóa tốt thì bản thân cơ thể nó sinh ra đầy đủ các chất, những cái chất mà các anh chị mà cộng đồng người ta đang nói. Chỉ cần một người khỏe mạnh là gì? Một là hệ thống tiêu hóa tốt, là ăn được để đến bữa ăn là ngon này, ăn ngon miệng này đấy, và đến đến bữa ăn là đói này, ăn ngon miệng này, và hấp thụ được, tiêu hóa được. Cái thứ hai là gì? Đi đại tiện được. Cái thứ ba là gì? Ngủ được. Cái thứ bốn là gì? Tâm sinh lý đạt được tất cả những cái ví dụ như là những cái lỗ tự nhiên trong cơ thể, mũi được ngửi, miệng được ăn, tai được nghe, đại phần phụ thì là được giải quyết những tâm sinh lý, rồi thì hậu môn thì thải độc ra, và có vận động. Chỉ cần như vậy thì lục phủ ngũ tạng và cơ thể nó tự cân bằng và nó sinh ra tất cả những cái chất kia. Và góc của mình thì cái quan điểm của mình thì rất rõ ràng: đưa ra bất kể cái gì hoặc là hướng tới các bất kể cái gì thì nó phải phù hợp với gì? Một là giá cả hợp lý, hai nữa là phổ rộng được để tất cả nhân dân đều có cơ hội dùng. Một số sản phẩm nó rất là đắt, vậy thì các anh chị cứ suy nghĩ. Còn cá nhân mình thì mình chỉ khuyên các anh chị muốn khỏe, đầu tiên hệ thống về tiêu hóa phải tốt đã, xong bắt đầu tính cái khác nhé. Xin chào.